YouTube. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Gà Tây Tây. Bây giờ là 5 giờ sáng và bọn mình đang có mặt ở sân bay để chuẩn bị đi Đà Lạt. Sáng nay là mình ngủ dậy và hoàn toàn không biết khóc một miếng nào luôn đấy, cho nên là mình có đeo kính mắt đừng díu lắm rồi, cho nên là mọi người thông cảm nhé. Cuối tuần này thì bọn mình có lịch đi công tác ở Đà Lạt, mình có buổi chụp hình bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Phương Linh cho Cala Bridal. Thì mọi người đi theo mình ngày hôm nay mình làm việc để sẽ làm những gì nhá. Ôi sáng buồn ngủ lắm rồi, mắt díu lắm rồi đây này. Đà Lạt. Và bây giờ bọn mình sẽ ngồi ở sân bay để chờ chim Cala bay từ Hà Nội vào. Tôi tìm thấy chị tôi rồi. Xem có phải vẫy nhầm không? Phải phải zoom vào xem nào. Mọi người xem kia phải Linh Dây không? À, đã gặp bầu đoàn thi tử của mình rồi. Chị Phương Linh. Chị Linh Dây. Em còn cận ấy cho nên là em phải kiểu em ngồi kia xong em zoom vào xem có đúng chị không, rồi em mới dám chạy ra. Từ mày ơi, trôi tao xuống dốc rồi. Cho thử xuống dốc ra sao? Cho thử xuống. Nào. Nào, hai, sợ quá. Ôi, sợ quá. Chúa, trôi. Đây là các hành lý của chúng tôi. Xong rồi còn chục kiện nữa đang bay chuyến sau đến. Rũ rượi quá, bọn mình đã đến đây gọi là Đà Lạt Wonder. Được. Này cho nó giống kiểu du lịch Sầm Sơn. Đây là đoàn nhà mình với cả tất cả hành lý của mọi người đây. Đây là tất cả hành lý cho 2 ngày chụp của bọn mình đây. Đấy. Tất tần tật hành lý. Đấy, thế là bọn mình đã đến gọi là Đà Lạt Wonder rồi. Chị Phương Linh thuê một cái villa để mọi người cùng ở 8 phòng. Thế còn mình sẽ đến Bình An Resort để mà make up với cả thay đồ. Thế sau đó là sẽ chụp ảnh quanh khu này. Thì chị Phương Linh với cả bầu đoàn thê tử đã có mặt ở đây sớm hơn để mà set up các thứ. Ui, tới villa rồi, xinh thế. Wow. Xinh quá đi. Đi, bây giờ bọn mình sẽ đi vào trong này để make up.
Ôi, xinh quá. Đây là nhà thiết kế đang set up để mà có những bức hình thật là đẹp cho bộ sưu tập mới. Xinh quá. Ôi, xinh quá chị ơi. Ý, xinh quá. Chị Linh Dây đang make up cho mình chị. Váy toàn váy mới thôi, lúc nãy nhìn đã thấy thích lắm rồi. Phải bước ra, phải đi ra. Đây, đi lấy chồng bát ra đây. Ok, đi thôi luôn. Đi thôi nào. Mày nhớ cầm phone của bé đi để còn quay các thứ nhé. Action, 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 gió. Đấy. Biết các kiểu đi nào. Mặt hồ hực. Bây giờ bọn mình đang đứng ở bên hồ Tuyền Lâm để chờ tới lượt và chụp hình. Ở bên kia thì đang chụp ảnh Hương. Xinh ơi là xinh. Xinh quá Hương ơi. Xinh quá à. Vừa xinh vừa cao vừa trắng chân thì còn dài nữa. Ôi xinh thế. Trời ơi bay cả mẹ em bây giờ anh ơi. Ok ok các em ơi. Gọi là mẹ rồi. Là cả con ạ. Bọn em chơi với nhau 12 năm rồi nên là gọi từ ngày xưa. Cái váy của Hương nhá, thiên bên trái chị, đuôi thiên bên trái. Gà đẹp với nhá, gà giữ nguyên như thế chị nhá. Cái chân của gà có làm sao ăn cư được lên như này không? Đúng rồi. Đúng rồi. Cho gà ngồi luôn đi, chụp đi. Về váy không ạ? Bọn mình vừa mới đi ăn lẩu về, xong rồi bây giờ bọn mình sẽ đi về villa để ngủ nghỉ. Xong sáng mai 5 giờ sẽ lại dậy để mà đi quay tiếp, à chồng đi chụp tiếp. Thế là mai thì mình sẽ ngủ dậy, sẽ make up rồi lại gặp mọi người nhé. Đấy, buổi sáng. Hello mọi người, mình đã ngủ dậy rồi đây. Tại vì tối hôm qua là bọn mình chụp ảnh xong thì chị Phương Linh có thuê ở Đà Lạt hai cái villa là ở Đà Lạt Wonder và một cái ở Bình An. Thế sáng nay thì bọn mình có lịch trình là dậy từ 7 giờ sáng sẽ đi make up, ăn sáng và sau đó là di chuyển quay trở lại Bình An Village để mà chụp ảnh những bộ ảnh tiếp theo. Chiều hôm qua thì bọn mình mới chỉ mặc một số bộ đồ thôi. Ngày hôm nay thì cả ngày ở đây thì bọn mình sẽ mặc rất là nhiều bộ váy cưới xinh đẹp nữa của Kala trong bộ sưu tập mới của chị Phương Linh. 8 giờ tối là bọn mình có chuyến bay quay trở về Sài Gòn rồi. Thế cho nên là hôm nay mọi người lại theo mình tiếp cái hành trình đi chụp hình váy cưới của mình nhá. Đây là sự họa mặt của chị Linh Dây và sự làm tóc của Miss It Me. Đây là bé Lan Hương. Bây giờ bọn mình sẽ trả phòng để đi sang Villa Bình An. Xong rồi là sẽ tiếp tục chụp hình ở đấy. Sau đó là sẽ đi về.
vào đây. Cười có thể làm một cái chuyện không? Không phải giả chân gì đâu lên đi. Chào ơi chào, ra ngồi thế này. Vui đấy, được gặp đạt đấy. Cười cho nó lâu mà chứ cười được. Đạt đấy, đạt. Nhiều đồ còn hay nữa. Thế thôi. Trời ơi, đúng chất luôn. Nhìn nè, lông bay bay này. Đây là lông gà phiên bản à đâu? Đây là váy lông gà gà tây tây phiên bản sexy. Váy này là nằm trong bộ sưu tập mới của chị Phương Linh của Cala Bridal ấy mọi người. Mọi người ơi, có ai muốn mặc cái váy này không? Có ai muốn mặc cái váy này không?